Chào ông chủ. À, hàng này em mới nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Việt Nam? Hàng mới của Việt Nam anh nha. Em hàng lần mới đầu của Việt Nam à? Cái này nhập về bán hay là xuất đi vậy? Dạ không, nhập về bán mà à. Giờ lần đầu tiên em về đó. Em về rồi, giờ này em mới khui ra em coi thử. À vậy hả? Vậy dạ. Thì bây giờ sẵn của anh đi khui thử đi. Dạ dạ. À cái khoan đã, cho anh hỏi cái máy này nó máy dầu hay máy xăng? Dạ con này là máy xăng 10 ngựa. Máy xăng 10 ngựa hả? Dạ. À vậy chứ không phải máy dầu hả? Dạ không, con này là nó nằm trong này nè. Bây giờ anh cứ tưởng máy rầu không à? Dạ dạ, nó à. Đang bao nhiêu vậy? Em chưa có coi, giờ này em cũng coi với anh luôn. À dạ, dạ rồi, dạ. Khui ra. Dạ dạ. Khui ra, khui ra. Vậy anh bắt đầu khui bên nào hè? À. Đó. Em cũng giống như anh vậy đó. À. Đó bây giờ này. Rọc xuống, rọc xuống. Dạ. Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khui từng cái ra, rồi. Rồi rồi. Wow. À. Cho mình làm đây, cho mình làm đại lý nè, làm đại lý nè. À, bữa nay mình mới hợp tác đại lý hả? Dạ, bây giờ này thì hồi xưa giờ này đi kiếm hàng cũ cực quá. À, bây giờ mình cũng liên kết. Ở đây bắt đầu chuyển qua bán hàng mới luôn. Dạ, liên kết là bán hàng mới với mình, nhìn, nhìn thấy hàng mới sao đó cũng đẹp quá. À, dạ. Đó, họ mới chuyển vô cho mình á, giờ này mình mới kiểm tra mình coi. Rồi chế độ bảo hành rồi thì nó vẫn giống như công ty. Dạ. Nhãn hiệu gì ta? Dạ. Ishikawa. Ishikawa. Ishikawa là của Nhật Bản đó. Cái TL-622 cái này là. TL-622. Dạ, đây anh. À. Thôi khui khui tiếp. Khui tiếp, khui tiếp, khui tiếp. Đây. Đó cứ khui, không biết người ta cho. Không có cho em cái gì, cho em cái gì. Cho khách hàng cái gì không biết cho tới cái gì cứ khui. À vậy hả? Khui hàng, khui hàng. Việt Nam này nó cũng làm đâu có thua gì thằng Nhật bản ha. Dạ. Đúng không? Cái này hàng Việt Nam đây. Cắt luôn đi. Cắt luôn, cắt luôn. Cắt cứ đi tới đâu kéo cắt tới đó cho anh. Việt Nam đâu thua gì Nhật Bản đâu. Cái máy này. Wow. Nhìn hàng mới cũng đã quá ha. Ờ, nhìn thì cũng đẹp đấy. Dạ. Máy cò đàng hoàng ta. Cái này Mitsu anh. Hả? TL-662. Cái gì? Đó, cái mô đen đó hả? Dạ. Vậy này TL. Sao nó không đề tiếng Việt vô cho ta toàn tiếng Nhật không ta? Hàng gian này chứ, đây nè tiếng Việt nè anh. Qua. Đây nè, đây là có. À, chú ý hả? Dạ, dạ. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng hả? Dạ. Cái màu đúng màu Mitsu nè. Không, cái máy Mitsu mà. Nhớ trước khi vận hành máy lần đầu tiên à, cái tem. Đây nè, máy Mitsu mà. À, Mitsu. GT 1010 nữa. 10 HP. Dạ. Cái Boe này dạng như là Boe cải tiến để dàn nằm ở trong để cho bụi nó hơi bị hút bụi á. Hút bụi á. Dạ, cái này có số hộp số này có số nhanh chậm. Cái này có số nhanh chậm. Số này thì có 1, 2, 3 1, 2 và lùi. Nhanh chậm nữa là thành 4, là 6 số đó. 2 số lùi nữa là 6 số. 6 số là 2 số lùi. Cái này là chức năng thì cũng gần như dở cao dở thấp rồi quay. Không, bên kia đó. Tay này không, cái này thì dở cao thấp thôi. Còn cái này là thường quay mà con mâm xoay thì không quay đâu, con chụp mâm này không quay đâu. Con này không có quay. Dạ. Nó bóp cái gì đó. Dạ dạ, thôi từ từ mình tính sau. Ra ra. Không phải. Dạ không, ra đây mà anh. Ra đây hả? Dạ. Ra bóp nó nhiệt nhiệt cái dây kìa. À chốt quay nè anh nè, vẫn quay nè, quay nè. À có quay hả? Quay có quay luôn, có quay qua một bên. Ô, quay qua một bên và giữa cao giữa thấp. À dạ đấy. Chứ mà là, bây giờ hiện tại là nó chưa có quay. Mình tính khoan anh coi thông số kỹ thuật đã. Thông số kỹ thuật máy cắt cỏ trục bầm Ishikawa model TL-662 đặt 6 tấc quá MS động cơ. Cái này 8 tấc anh. 8 tấc là vậy này nó sai, nó sai ghi thông số rồi. 20-80mm à, độ cắt sâu. Dạ. Độ cắt sâu kích thước 16-830. Dạ không đâu, 650. Chiều rộng cắt 650 đúng rồi đó. 6 là chính xác luôn á. 10 HP 190 kg.
sản xuất và lắp ráp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại dịch vụ. À con này, con này đúng rồi đó, không tới, không tới 8 tấc đâu. 6 tấc rưỡi. Dạ 6 tấc rưỡi đúng rồi đó. 6 tấc. Nó 660 là 6 662 là 6 tấc rưỡi nè. Dạ dạ đúng rồi. À. Rồi. Cái này mình đâu có chế xăng chế nhớt gì vô, mình chỉ quay sơ cho biết thôi. Dạ. Nó đi kèm gồm có những gì cầm theo vậy? Cura. À. Cura xe cua. Chế độ bảo hành rồi vậy. Ô dây xịn luôn à. Dạ. Mitsubishi Bushi. Dây này dây Nhật á anh nha. À dây Nhật à. Dạ. Chữ bạc dây Nhật. Dạ. Một cặp mới đủ chứ. Đây nè, hai dây nè. À dây này dây gì nè. Đó cũng là nó luôn đó, nó à, kéo dây đôi bên này. Chế sách với phiếu bảo hành. Dạ, chế độ với phiếu bảo hành. Ai bảo hành? Đó, phiếu bảo hành, công ty bảo hành. Công ty bảo hành. Dạ. Khi mà mình bán là... Mình điền thông tin vô đây. Mình điền vô đây là công ty sẽ bảo hành. Dạ, mà à, lặt vặt thì ở đây mình bị hành. À. Lặt vặt là ở đây là em đứng ra, mình là người bị hành. Đồ khô rồi nó làm đẹp dữ ra. OHV. Mười ngựa mà. Mười ngựa. Con ý là máy này của nước nào chứ? Cái này Mitsubishi mà. Mà của Nhật không? À, không biết ở trên này có nói gì sao, em cũng chưa có biết thông tin. Chứ mà cứ nghĩ là chắc là máy này là máy Nhật chứ mà không máy biết sản xuất ở đâu đẹp rồi đó. Không biết hàng hàng thì đẹp rồi mà không biết là sản xuất ở Thái hay là ở đâu thôi. Cái này là cái này là chính Mitsubishi rồi. Hey. Kiểu Mitsubishi thôi nhưng mà hiệu nó không phải Mitsubishi nè. Dạ. Hiệu không phải Mitsubishi. Đây nè. Đây nè cái hiệu này. Rồi, hiệu rồi em biết rồi, để thử coi ừ, nó như thế nào. Hiệu dán thì Mitsubishi. Mà hiệu không phải Mitsubishi. Đây nè, là đây đang dán tem Mitsubishi đây nè. À thì dán tem dạ, Mitsubishi dạ, đó thôi. Rồi, màu sắc thì Mitsubishi đó. Dạ. Ra dạ, đây. Vỏ. Cái con này bây giờ bánh vỏ. Mình bán ra nhiêu? Dạ công ty cho 35 triệu mình bán theo công ty. À công ty là nó cho giá 35 triệu. Dạ. Cũng rẻ mà. Là toàn cầu. Là toàn Việt Nam nước luôn. Dạ toàn nước à, vậy đó. Là mình vẫn bán theo công ty. Wow, vậy cũng rẻ mà. Dạ. 35 triệu khoai. Vỏ lốp rồi cũng ok quá chứ ha. Đẹp. Em đang hỏi để mua mấy cái vỏ này à, để cho bà con mình nãy rồi về để đây bà con có ai còn hoặc là chế biến vô cái gì nó có nguyên bộ mâm luôn. Dạ dạ, mâm vỏ ruột vậy đó. Vỏ ruột luôn. Để bà con có ai chế biến hay có gắn vô cái gì cho nó dễ. Mâm vỏ ruột này chắc sản xuất tại Chani quá. À, đó, mình coi thử coi trên này nè. Chani. Đó 16650. Đâu em vỏ thử cái vàng lưỡi dao lên anh xem thử. Đẹp lắm anh. À. Dao đã lắm. Wow. Ông dao này thì nó bán đầy thị trường mà. Thì đây thị trường nó dao này là thẩm dụng, nó bán dạ, trên mạng đồ đầy mà. Dạ dạ. Ahmed TL là Tiến Linh á. 662. Đây. Rồi mua thì mình đã ấy rồi mình cũng phải thủ mới cho bà con. Có mua à? Dạ cũng phải mua này mua cái này cả. Nó bán đầy. Đó đó. Ừ. Đây bù lon con tán lông đền thì cũng phải mua tán lông đền có luôn thì em phải mua đủ bộ vậy đó. À mua thêm dao xe cua nữa. Dạ dạ thì bà con lỡ nó có ai xài lâu lắm đi hư thì có ai mua thêm ai chế biến rồi gì thì cứ liên hệ em là em phục vụ luôn. Dạ đây rõ luôn. Dạ dạ đây luôn này dao ép dao này nó ép đi cố hả biết rồi. Dạ dạ dao ép đó. Dao ép này muốn mình muốn ấy mình về mài bén góc đi. Không thiệt mà, phải mài đi. Dạ, em cũng chưa, nói chung là lâu nay cái gu mình là cái gu hàng nghệ địa. À, nhưng mà lúc này khó khăn quá thì phải cũng, thôi cũng. Vô margin Vina. Dạ, đây cũng điền thêm vô, thì họ của công ty thì mình cũng bán phụ cho công ty. Ở đây nó có số nhanh, số chậm cơ đây. Dạ, đúng rồi. À, số cơ đây. Dạ không, anh nhanh chậm thì anh nằm bên này đó. Dạ dạ cơ tay đó, xúc dạ, cơ tay nè. À, nó có cái này hay lắm. Ý là cơ tay nè. Dạ. Đó, nhanh chậm đây luôn. Dạ dạ. Đúng không? Dạ. Còn cái vàng vàng ấy kia là nhanh chậm nó trên dây Cura. Còn cái này là trên hộp số luôn. Trên hộp số luôn. Dạ.
công tắc thì tắt hai đường theo kiểu đây, nói chung là cũng mẫu này là mẫu của Nhật, nhưng mà không được. Cái này bữa nào có người ta mua đó. Dạ. Xong cái khi mà test đó em cho em ra nha. Dạ ok. Alo cho em ra quay để ra lô test thử coi. Dạ đúng rồi nè. Cho khách hàng là ví dụ như bây giờ họ mua xong mình mới test chứ. Dạ đúng rồi. Ăn mới mà. Dạ dạ. Test xong rồi mà họ mua cái là coi như là nó cao mình á. Dạ thì em đang chờ có ai mà người ủng hộ em. À. Ai người mà ủng hộ em cũng muốn đi test lắm. À vậy. Dạ à. Dạ. 30 mấy củ? Dạ là 35 triệu. 35 củ? Dạ. À. Một tỏi là nhiêu? Dạ. Một tỏi là nhiêu? Một tỏi thôi em không, không 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 xài tiếng lóng. Một củ là 1 triệu rồi. Dạ. Một thì... chai là cũng 1 triệu. Dạ. À, một tỏi thì anh không biết nhiêu. Dạ không à. Thôi. À, về được hai con thử bán thử nghiệm à. Dạ đây lần đầu tiên đó nhập về đó. À. Rồi cũng giống như thì hy vọng là sẽ phủ sóng tại vùng Bình Lộc Long Khánh này ha. Dạ thì ở gần đây, ở ngoài, ở đâu thì cũng vậy thôi. Thì công ty hỗ trợ phí vận chuyển đồ gì tới cho mình đó, đồ gì đó là công ty kêu bán bao nhiêu mình cũng bán bao nhiêu cho nó gì. Chứ cái gu mình là gu đồ bãi Nhật. Đúng rồi. Dạ cái này chỉnh nó thấp cao nè. Dạ. Cái chỉnh nó 80 mm là từ 8 phân. Từ 2 phân đến 8 phân. Dạ. Sát mặt đất á. Rồi ok, vậy thì anh em nào có nhu cầu thì xin hãy vui lòng đó, gọi chứ... theo số điện thoại 0977 577 576 gặp Thánh Đức, địa chỉ Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ha. Rồi xong, để chiếc nữa hả? Dạ thì có 2 chiếc đó rồi về phục vụ. Thôi chiếc thôi, còn chiếc để về cho nó mới chứ. Dạ dạ. Cua chi? Dạ thì nó mình phục vụ là nói chung là giống như bữa giờ đi kiếm hàng bãi phê quá. À, dạ. Hàng rồi, bãi okay. Hàng bãi phê quá rồi kiếm thêm hàng mới để bán như bà con vậy thôi chứ. Cái gu của mình vẫn là gu hàng bãi. Ờ, thôi ok. Dạ. Rồi mình chào bạn nha.